Coi clip mới của Gam nhá anh em ơi. Clip này nghe làm là cũng kỳ công phết đấy. Em nào mà chưa xem thì có thể vào ủng hộ Gam một view. Đấy thì quay lại đây xem cùng tôi. Là không và còn nguyên ba người để để cái có thể để camera ở đâu nhỉ? Để camera ở đâu hợp lý nhỉ? Ơi xem. phá hủy đi cái nhà chính của đối phương. Nhưng chiếc vé tiếp theo đến với trận chung kết đã thuộc về đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đây là những trận SEA Games mà. Sẽ là huy chương vàng dành cho đội tuyển Việt Nam. Mà đó chính là huy chương vàng dành cho đội tuyển Việt Nam. And it's not just a name. Cái sắp nhìn nó mờ mờ. Nó thế đúng không? Where this team started coming into. Ừ, nó thế đúng không? Nó đang làm ảo ảo đúng không? Again, completely discounted from even the play-ins. People were saying there's no chance this team makes the group, let alone competes in the group. Gigabyte Marines, how can you not fall in love with this team? Gigabyte Marines knocked down the LPL's WE. Nó hoài niệm dữ ta. Lâu quá rồi. They played like a really different team in the playstyle and top deck too. They came out of nowhere and they just started beating top teams. And now they are back. 2017 was crazy for them and they leveled up the BCS as a region. Ôi thấy em sang. Là nhà vô địch của BCS mùa xuân 2021. Tuyệt vời. Không có gì nói được cả. Quá tuyệt vời. Đội tuyển sẽ đại diện cho Việt Nam để hướng tới SEA Games bao gồm 5 cái tên Kia, Levi, KT, Style và BE cùng với huấn luyện viên của họ. Đây là làm theo kiểu một cái phim tài liệu ấy. Đó làm gì có khái niệm về eSports là gì đâu. Đúng rồi, thì lúc đó ông chưa nghĩ là mình chơi sẽ kiếm tiền. Ba mẹ kiếm đâu mới vui chứ à. Trời ơi, deep kid, nhớ deep kid ghê. É cái đầu mình, hôm nay là mới cắt tóc xong, vừa cắt tóc xong đi quay luôn. Nhìn nó chân bé đủ anh em ạ, nhìn nó bị chân bé đủ ấy, mặc dù cái đầu bây giờ thì nó cũng chân bé đủ thôi. Mà cái này chân bé đủ hơn. Bữa này là đi đi nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đây sao? Chứ có nét nào kiểu ba mẹ biết luôn á. Tôi tụi lúng quán kiểu như cũng mò được gái ấy. Anh em cười ghê ta. Cười dữ. Hầu như là cũng không ai tính làm game thủ ấy. Đó. Mình chỉ tính là mình chơi để giải trí, không chơi với bạn bè các thứ thôi. Thích chơi game nữa. Cái lúc mà mình chơi dần thì tay là phải che cái bụng lại nha anh em. Tay là phải che cái bụng lại nha. Rồi từ thấy gần ngày game thủ nó cũng bắt đầu phát triển hơn xíu, bắt đầu nhìn thấy có tương lai hơn xíu, bắt đầu theo đuổi nghiêm túc hơn. Hôm nay mình sẽ đi Hà Nội. Hà Nội thi đấu CM. Em qua đó lấy được chương trình, lấy được chương trình xong rồi tối hai ngày đi chơi đúng không? Hẹn chồng em ở đi chơi gì hết hai triệu được. Lấy xong về không đi đâu hết. Lấy em về đúng không? Về nhà. Go home. Lúc mà lên máy bay thì cũng như những chuyến bay khác thôi. đáp bay cửa trường nó đáp đáp tới Hà Nội thì cũng có người ra đón thì cũng vui mình rồi được. Có đồng mấy bé đeo vô chụp gọi là bé gọi là gì ta, công tác viên nhỏ. Bảo là đi mà đi xe limo mà đi limo là xe limo là team. Ủa em sạc trên đó, ý là em lên Google sạc lên limo nó dài. Không, cái này nó có hai loại xe vừa nằm. Cái xe limo của Kia Gia nói nè. Cái hàng Kia Gia mà nó đang nói là xe này này. Cái này nè. Nó dài cỡ này này. Thằng Kia Gia nó muốn dài cỡ này nó mới chịu nhá. Đâu rồi? Ơi. Nó phải dài cỡ này nè. Kia Gia nó muốn vậy nó mới chịu. Em tưởng cái xe đó chứ. Cái xe này nó không đủ dài thôi em hả? Mua đi ở sao à? Nhưng mà nay là đi nhận bằng khen thì team mới thuê cho xe sang thì đi nha. Ê team nào hôm nay anh em mình gặp thủ tướng đồ ha? Không có gặp. Khả năng đồ. Đây em đi nhận ngay. Ôi chứ tưởng đi gặp thủ tướng chứ. Thủ tướng giải trí. Ai vậy hơi chắc đi. Không chào này đâu. Em nhận bằng khen này sẽ bay về nhà treo làm kỷ niệm của Mộc Hoa để nhớ trong 2022. Không xíu nữa nhận bằng khen không mẹ, kêu anh Pha lấy cái băng keo dán sau lưng nè. Đây
Nghe đi mình đi. Nãy giờ treo cái quê với đấy. Treo lên cái cổ này nè, xong mình đi. Treo lên tim á. Quê với đấy. Đó, bạn nó bự cỡ này nè. Mà sao mình béo nhở? Đây. Mang về nhà cho mẹ. Đừng mang công việc về cho mẹ. Lấy bạc hàng thì mang về cho ba mẹ. Ôi mày, team mình đi trễ anh em ạ. Thực ra là không phải là trễ nữa, mà là lúc đầu là trước khi nhận bằng khen. Đầu cắt môi kìa mặt cười. Ôi mày, là team mà đáng lẽ là đi sớm hơn xíu thì đi ra thắp hương, xong rồi đi vào sau, không trễ, chỉ là không sớm thôi. Nghe tôi tắt tiếng donate đi để anh em coi cho thoải mái nha. Anh em là donate thì cảm giúp Khánh một xíu nha. Huấn luyện viên nên là không có cùng đẳng cấp với mấy thằng kia. Nên là em ở đây. Đây là bạn huấn luyện viên, còn bên kia là bạn cốc ké. Ngồi bên này thì nó chứ là trong cái sự kiện này thì nó chia ra là ngồi bàn là ngồi theo theo cái vị trí để lên nhận bằng khen. Ờ, team của tụi mình thì ngồi cùng team tốc chiến. Còn Phong thì anh ngồi cùng với các huấn luyện viên của các bộ môn khác. Kẽ ở đó hay không? Cùng ngồi theo vị trí để lên nhận bằng khen. Chuẩn bị đủ phết. Tôi chuẩn bị đủ phết. Hey hey. Hey hey. GAM được thành lập vào năm 2014 thì đó là một thời điểm mà khi các đội eSports lập ra, họ đều nghĩ tới chức vô địch hay là tiền thưởng. Và mình nghĩ là GAM cũng không phải là một ngoại lệ. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển của mình thì GAM eSports đã trở thành một hình mẫu lý tưởng của rất nhiều bạn trẻ trên con đường chinh phục đam mê. Đây không hẳn là một cái câu chuyện chỉ liên quan tới là chức vô địch hay là tiền thưởng nữa, mà đây là câu chuyện liên quan đến xây dựng một sự nghiệp, một công việc đã được xã hội công nhận. Khi bạn giỏi một điều gì đó, hãy nghiêm túc theo đuổi nó, thành công sẽ theo đuổi bạn. Tiếp theo xin được chúc mừng vận động viên Đặng Khánh Phê, thể thao điện tử đạt 4 huy chương vàng đồng đội. Chúc mừng vận động viên Đỗ Duy Khánh ha. Khoảng cái đầu kìa, cái đầu kìa. Thì mình cũng chỉ là một cậu bé và có một cái niềm đam mê với chơi game. Và lúc đó thì mình cũng đã tự đặt ra những câu hỏi rằng kiểu làm thế nào để mình góp sức một phần nào đó để giúp phát triển cho thể thao điện tử tại Việt Nam. Và quả thật ở thời điểm hiện tại thì cái eSports ở Việt Nam đã có những thành tựu, nhưng đối với nhiều người và cái việc mà nhiều người biết đến eSports ở Việt Nam á, thì nó vẫn đang là một cái sự hạn chế. Chơi game sẽ ảnh hưởng đến học tập, công việc với cả nói chung là nó sẽ không tốt đến trí não. Chơi game chuyên nghiệp, chị nghĩ là vấn đề chơi game chuyên nghiệp tức là những cái người mà giới trẻ đó người ta không có ý thức. Em nghĩ kỳ thế. Anh nhột dữ ta. Chơi game thì không phải là lĩnh vực để người ta thành công. Anh nhột cho đến tận bây giờ thì thể thao điện tử vẫn còn quá mới mẻ. Mình tiếp mình bắt đầu mình nghi ngờ trí khôn của mình, tư duy của mình. Chắc chừa mình ra. Tuy nhiên, nói chứ nói thật với anh em, chơi game, những người chơi game giỏi, tư duy của người ta cũng khác lắm anh em ạ. Người ta tư duy người ta được nâng tầm ấy, tư duy phải là kiểu tư duy mà không có là chơi game không giỏi nữa đâu. Sau SEA Games 31 vừa rồi thì tôi nghĩ rằng là cái suy nghĩ cách đây 10 năm của mình cũng đã có những thành tựu. Và SEA Games quả thực là nơi đã khiến cho cái eSports trở nên được công nhận với nhiều người. Sự công nhận luôn là khát khao lớn nhất của những ai đang theo đuổi đam mê eSports. Chúng mình là đội tuyển quốc gia Việt Nam bộ môn Liên minh huyền thoại. Chào mừng các bạn đến với SEA Games 31. Con đường béo mụn dâu. Ôi giời, con bồ này. Chuyên nghiệp chưa bao giờ là một con đường dễ đi. Mỗi thành viên GAM đều có cho mình một câu chuyện. Và điểm chung của những câu chuyện đó có lẽ là sự bắt đầu. Kiểu ba mẹ mình cũng cấm cản mình nhiều lắm. Trước khi mình vào Sài Gòn chỉ cần nhắc cái chữ xài thôi là mẹ đã khóc rồi. Sự thật nha. Thật á. Rồi buộc phải nghỉ học. Đáp tới sân bay thì lúc đó mình chỉ còn 20 mấy nghìn. Cái tôi mình lớn nên là mình chọn đồ mình đi theo một đường luôn. Tôi biết là nó đang ở cái đoạn mà nó hơi trầm một xíu, nó hơi nhẹ nhàng sâu lắng một xíu, nhưng mà tại sao là ngày phê lại cái câu từ ngày phê dùng nó cứ kiểu buồn cười nhỉ? Cái tôi của mình lớn nên là mình chọn đồ đi theo con đường luôn. Cái tôi của ngày phê lớn anh em ạ.
Nhìn kia hồi khúc này nhỏ cũng là thương mình em ấy, cái kia ra hồi 2019 là hồi đấy là bệnh, nói chung thì mặc dù không phải là cái giai đoạn đang bệnh nặng hay là gì nhưng mà cũng vì do ảnh hưởng bệnh nhưng mà nhìn mặt nó cũng hơi từ hồi là nhỏ là xuống mình sức học lớp 1 và mình đã bỏ ngang tại vì lúc đó thì gia đình mình có điều kiện không cho phép, thì ở nhà cũng rất là khó khăn, lúc đó thì cũng không có chi phí, không có tiền luôn, tiền không đủ ăn nữa, rồi buộc phải nghỉ học, và từ đó thì mình đã nghỉ học từ lúc đó luôn cho tới bây giờ. Từ lúc mà mình chơi Liên Minh là mình đã biết đọc chữ, và đó mình cũng có thể gọi là giao tiếp, là mình có thể chat được cái tất cả mọi người, rồi kiểu ví dụ mà mọi người có thể chat gì trong game thì mình có hiểu được hết, và mình có thể đọc được. Tôi thì không phải là một người tiếp xúc với Kia Gia từ ngay thời điểm ban đầu, nhưng mà qua lời kể của anh Nị thì tôi biết Kia Gia lúc đầu là không biết chữ. Xong rồi như Kia Gia cũng chia sẻ là bỏ học ngang từ lớp 1 cho nên là không biết nhân luôn. Cộng trừ nhân chia không biết, nhưng mà tôi cũng không hiểu vì sao mà đi tính tiền người ta tính thì biết được là thừa hay thiếu. Nhưng mà cộng trừ nhân chia không biết, bảng cửu trương không thuộc, bảng cửu trương là 2 x 1 bằng 2, 2 x 2 bằng 2, Kia Gia đó, thề luôn. Là tôi không nhớ là cái video lúc trước tôi còn hay không, nhưng mà có một đoạn video tôi trước tôi quay tôi đăng trên story là Kia Gia không có biết nhân luôn á, là không có được đi học. Nhưng mà thực sự cái khả năng tư duy của Kia Gia rất là tốt, khả năng tiếp thu kiến thức của Kia Gia rất là tốt, kiểu về những vấn đề trong game, bảo là Kia Gia biết à. Nhưng mà bà chị đi hôm nãy kêu là chơi game nhiều thì hả cái gì mà trí tuệ hay là trí não không được tốt. Khả năng tiếp thu kiến thức của Kia Gia và khả năng tư duy của Kia Gia rất là tốt so với một người mà anh em tưởng tượng mà xem, người ta phải nghỉ học từ lớp 1. Không phải là vì chơi game nha anh em, nghỉ học từ lớp 1 tại vì hoàn cảnh, không phải vì chơi game. Mình nhớ là mình cũng có vài thời điểm cũng hơi khiến mình kiểu có gọi là tuyệt vọng. Hồi điểm đó là mình mới bắt đầu vào thi đấu chuyên nghiệp là cũng là game luôn. Mùa đó thì mình vào lần đầu tiên thì mình cũng không có nhiều kinh nghiệm, và lúc đó mình còn rất là non trẻ, lúc đó mình chưa có kỹ năng thôi, chưa có gì hết. Cho nên lúc đó mình thi đấu rất là tệ và cũng không có gì nổi bật. Kiểu như cái giao tiếp của em á, khi mà em nghe em biết thì nó sẽ là ú ớ rồi. Nên người ta thì em kêu, ê qua đường nó đánh đi này nọ này nọ đâu. Còn em là chỉ ú ớ rồi, nó chỉ ú ớ từ đầu đến cuối trận rồi. Kiểu cái khả năng giao tiếp của mình nó không có, thì mình không có dám quyết định gì á. Lúc đó là đôi lúc mình cũng nghĩ suy nghĩ tiêu cực á, mình cũng bỏ cuộc này nọ. Và mình cũng không muốn phải tiếp tục gắn bó với bộ phim Liên Minh này nữa. Mình không thể nào thi đấu chuyên nghiệp nữa, lúc đó mình đã suy nghĩ gì luôn. FTV nãy giờ thì cũng đã có pha giao tranh, nhưng sau đó thì sao? Kia Gia lao thẳng vào dung chiêu cuối quá đẹp, hai điểm hạ gục cho Gam gỡ gạt lại. Victory làm choãn được lì, nhưng liệu sát thương của ta có đủ hay không đây? Khi mà Kia Gia tới hỗ trợ cho người chơi đường giữa của mình, Victory không còn tốt miếng nữa và cố gắng né những đòn đánh thương thì làm sao mà né được. Điều đó thì động lực to lớn nhất của mình vẫn là những người thân xung quanh mình. Thứ nhất là gia đình, thứ hai là vẫn là bản thân mình thôi. Cứ mỗi lần mà mình cảm thấy tuyệt vọng hay là mình cảm thấy cái gì đó mà nó không còn hy vọng nữa thì điều đầu tiên mình luôn nghĩ đến gia đình mình. Thì mẹ cũng không hiểu sao, tại vì mỗi lần mình luôn nghĩ đến gia đình mình là mình sẽ có động lực và mình lúc đó mình sẽ cắm. Ủa chết mẹ đi, mẹ hay bà ta? Chết ạ. Hay em tôi cần phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa. Bà mình bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp là lúc đó mình có thể là gọi là coi như là một cái nghề và có thể kiếm ra tiền và bà kia nha. Bên mình có thể quay lại cái đoạn reaction không? Để nói là tại vì mỗi lần là mình bà kia nha mọi người là mình sẽ có động lực và mình lúc đó mình sẽ cảm thấy ví dụ mình có làm video reaction thì mọi người biết là mình cố gắng nhận ra đây là bà kia nha ngay từ thời điểm ban đầu luôn. Bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp là lúc đó mình có thể là gọi là coi như là một cái nghề và có thể kiếm ra tiền và đó có thể nói là lúc đó mình là một trụ cột gia đình luôn vậy đó. Tại vì lúc đó là ba mẹ mình kiểu vẫn là không có làm gì nhiều á, và ba mình cũng kiểu tuổi cũng cao và không có sức để đi làm nhiều như lúc trước nữa, thì lúc đó thì ba mẹ sẽ dựa vào mình hơn, thì mình thì đó mình sẽ là trụ cột. Mà đó điều đó thì cũng gây cho mình phần áp lực cũng khá là lớn, nhưng mà điều đó cũng khiến cho mình có động lực để phấn đấu và cố gắng hơn nữa, tại vì mình là trụ cột mà. Nếu mà con mà ví dụ về lâu dài, nếu mà gắn bó được bạn này thì cũng khuyên sang thì cố gắng mình cái gì cũng vậy, mình phải trau dồi mình làm tốt hơn nữa để tiến bộ, để càng ngày đạt những cái thắng lợi mới nữa, rất là hãnh diện hạnh phúc. Anh hai là em hiểu, em biết tự hào luôn. Nhà mình thì ba mẹ mình
Như là mẹ mình thì chắc chắn là sẽ có đi khoe rồi. Còn tôi đi đánh cho đại diện cho quốc gia rồi đem vinh quang về cho nước Việt Nam kiểu vậy. Kia Gia là một nguồn cảm hứng lớn để mình bắt đầu công việc quản lý tại GAM Esports. Trong những lần tiếp xúc đầu tiên thì Kia Gia có chia sẻ rằng em gái Kia Gia rất biết ơn những người nào đang cố gắng vất vả ngoài kia để kiếm tiền trả lương cho em luyện tập và thi đấu. Thì đó là một tư duy mà không phải tuyển thủ nào cũng có thể có được. Thế nên khi mà mình tuyển các tuyển thủ tiếp theo tại GAM Esports thì các bạn đó phải hội tụ đủ các yếu tố, đó là về mặt kỹ năng, tư duy và thái độ. Và nói về thái độ thì có lẽ style chắc chắn là một trường hợp hết sức đặc biệt. Và thậm chí là GAM trong khoảng thời gian vừa qua họ đã chấp nhận những sức ép ngoài kia. Tính chuyện dữ ha. Và chấp nhận sử dụng tính từ kia nha qua style. Vẫn rất thoải mái và Foggy, anh ta không bị khiêu khích, anh ta vẫn vặn được. Và khi style vặn được thì Buffalo không có nhiều cơ hội lắm. Xạ thủ của GAM vặn quá chạy, tốc biến thẳng vào đội hình của Buffalo và lụm từng người một. Trận chung kết này là sang diện của style. Khi mà mình bắt đầu chuyên nghiệp đó là mình đặt cái mục tiêu của mình là kiểu phải trở thành số 1 trong cái vị trí mà mình thi đấu. Đường dưới có đánh nhau, khung rượu nổ rất đẹp, Style bị ép về một góc không ổn lắm, Ariati cũng đã mất dịch chuyển rồi. Style thu lồng, wow! Một khi mới bắt đầu vào GAM thì Style mới chỉ 18, 19 tuổi. Và thật khó để chúng ta bắt một cậu nhóc có thể có một thái độ tốt ngay từ những lúc đầu tiên. Và đã có thời điểm mình đã phải đưa ra quyết định rằng sẽ chấm dứt hợp đồng với Style. Sau đó thì Style có gọi điện cho mình và chia sẻ cái nỗi lòng là bạn vẫn muốn tiếp tục thi đấu cho GAM và sẽ thay đổi trong tương lai. Ở thời điểm đấy thì mình thực sự đã nghĩ rằng là đây là một cậu nhóc rất là dũng cảm và dám hạ cái tôi của mình xuống để tiếp tục theo đuổi cái đam mê. Cậu nhóc này chắc chắn sẽ làm nên chuyện. Lúc đó là kiểu mình nói là kiểu hơi bướng á, kiểu nói cứ nói càng ấy, không có biết đúng sai. Cái sau cái cuộc nói chuyện đó thì mình nghĩ lại, mình cảm thấy khá là sai, kiểu không có muốn đánh mất cái cơ hội của mình, đánh mất cái ước mơ của mình á. Nên là mình có gọi điện cho anh Du và nói cái nỗi lòng của mình. Ngại chưa anh em ơi, lúc chia sẻ này cũng ngại chưa anh em, thì gãy tay liên tục là biểu hiện của cũng đang hơi ngượng ngùng. Còn Style thì cái lúc mà đầu ấy, lúc mà Style mới vào GAM đi, thì lúc mà anh Phong anh kêu là thằng Style, tức là tính tuyển Style đi, thì mình cũng nhớ đến có một đợt anh Juna thì trước có làm huấn luyện viên của SGB một thời gian, thời điểm đó thì có Style trong team, thì anh Juna cũng có nói về cái thằng Sơn là gọi là tôi không nhớ trong cái đoạn clip nào của bên SGB, nhưng mà ý là cũng có nói kiểu thằng này là thằng có trình, xong rồi cũng có tư duy. Còn về bản thân mình đi thì mình cũng không biết gì về nó cả, và mình kiểu đúng là kiểu không biết gì, số không tròn chính luôn. Thì cái thời điểm ban đầu ấy thì mình nhìn vào cái cách mà anh Juna nói, thì tất nhiên là mình đã tiếp xúc với anh Juna rồi và mình tin cái cách nhìn người của anh Juna, tức là anh Juna nhận biết được thằng nào có tư duy thì mình tin tưởng cái điều đấy. Vì một lý do nào đó mà một thằng nó có tư duy chơi game hay là nó chơi được như vậy mà nó bị bật bãi khỏi một cái team mà thậm chí là team xuống hạng, tức là SGB mùa đấy là phải đánh thăng hạng, không xuống hạng nhưng mà phải đánh thăng hạng, là team top 7, top 8, thì đó là cái thái độ. Đây là một tình huống gì? Nên lúc đầu thì nó cũng phải bướng đúng không? Nó phải bướng thì nó mới thế. Chuyện này, nó tí nỉ, nó tí nị rồi nó cũng sẽ thành nai khổng lồ nếu như đánh nhau đủ lâu. Khung rượu nổ rất đẹp, hất ngược Style ra, Style có sử dụng chiêu cuối và đó là khung rượu nổ được cướp bởi Na khổng lồ. Celad. Na đã khổng lồ. Nhưng sau đó thì tôi đang chờ đợi xem là Na có làm được cái gì hay không. Kia Gia đang vùng vẫy rất khỏe trong hình của nhiều thành viên của đối phương, và khi Kati đến thì double kill dành cho Style và double kill dành cho Kati, mọi thứ chấm dứt. Trong giai đoạn mình đi học á, mình khá là quậy á, nên là cứ bị mời phụ huynh liên tục á. Mình cũng không biết ba mẹ mình có kỳ vọng mình trong cái việc học không. Trong cái giai đoạn mà mình thi đấu SEA Games 31 thì có tất cả đủ thành viên trong gia đình mình đến để ủng hộ mình đó. Thì mình cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Lúc đầu thì chị không nghĩ là có như ngày hôm nay. Nhưng mà một khoảng thời gian dài chị chứng kiến được ngày hôm nay và được dự lễ chung kết của ngày hôm nay, thì thật sự chị thấy là luôn luôn ủng hộ SEA Times. Nhìn mặt là biết bố mẹ ai luôn đó anh em đúng không?
Nhìn mặt là biết bố mẹ ai ha, nhìn y chang à. Chung thì bố mẹ của Sơn cũng kiểu vui vẻ lắm. Hồi mà team còn đi đánh ở G Stadium ấy, đánh offline ấy, là hầu như trận nào cũng có ba mẹ đến cổ vũ luôn. Cảm xúc Cũng ủng hộ nhà con lắm. ông bà ngoại kiểu rất là vui, thấy thấy mình trên TV á, xong rồi rất là vui, xong rồi kiểu khá kiểu cũng khen mình. Lúc đó là mình tầm 15 16 tuổi thì lúc đó mình được đi làm nhiều nghề, bởi cái này gọi là bởi ba mình, tại vì ba mình cũng muốn mình làm một cái nghề này theo ý của ba mình cho thành công ấy, thì ba nói chung cũng bắt mình làm nhiều thứ, rồi sau cùng thì mình cũng không thích rồi không hợp thì mình cũng đi đây đó. Bố em là một người nam nhân nhìn trẻ trâu phết gì thầy ba ấy, thầy Bia bây giờ cũng khùng 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 rồi. Nhưng nó chưa đủ gọi là hiệu thầy, quả tại để vì có thể kiểu khiến cho Deep Kiếp gặp khó khăn. Đó thì nghe wow. Lúc đó hồi trước đi thì chùa lúc đó hay hay bắt treo đầu Bia là thầy mình thầy Bi cũng có một số lựa chọn, nhưng mà thấy Gam thì có anh Khánh thì mình thấy khả năng vô địch rất là lớn, thế nên mình chọn Gam. Có anh Khánh thì lát thứ mình ta thấy khả năng vô địch rất là lớn, thế nên mình chọn Gam. Một cái có anh YouTube Khánh này nó thì buồn mình cười nhỉ. Thấy khả năng vô địch rất là lớn, thế nên mình chọn Sao nó cứ thấy bị quay lại vậy? Gam thì có anh Khánh thì mình thấy khả năng vô địch rất là lớn, thế nên mình chọn Mình Gam report thì cái có anh YouTube Khánh quá. thì mình thấy khả năng vô địch rất là lớn, thế nên mình chọn Gam. Thì Tôi lúc bị lỗi anh em ạ. vừa mình nhớ lúc khoảng khắc đó là khoảng khắc là lúc đó là mình vừa vô địch xong luôn, thì mình có gặp về vấn đề một số vấn đề về gia đình rồi vấn đề xung quanh, thì lúc đó bản thân cũng lúc đó cũng ở một mình à, thì thường thường mình ở một mình mà buồn buồn thì thôi mình cũng cũng khóc như người khác thôi, thì cũng không kiềm chế được thì cũng khóc. Thì lúc đó thì cũng có nhắn anh yêu mình thì mình muốn nghỉ game, thì anh cũng chạy từ nhà qua. Ôi phê à. Ôi, tắt đồ đây rồi phê ơi, cảm ơn phê nha. Chưa kịp nhìn phê nói gì, tắt Cho đồ gia đây đình để xem nào để khuyên video ấy. mình này nọ. Thì sau vài ngày sau thì mình cũng thấy ổn lại, thì mình cũng bắt đầu lại con đường thủ lại, thì mình không từ bỏ nữa, thì mình cũng cố gắng tới bây giờ. Nhìn anh em trai Bia cũng y chang Bia, nhìn anh em giống nhau thật sự. Lúc vừa ở Hà Nội gần đây thì đã chiến thắng ở SEA Games, tại vì lúc đó cũng có sự chứng kiến của bố lại em của mình nữa, thì cảm giác rất là vui vì đã được gia đình có mặt ở đó cổ vũ cho mình, để mình có thêm động lực mình nhận được Ấy, một cái huy chương vàng ai ở tại Bia vậy? SEA Games. Bố mẹ thì ai cũng không mong muốn, nhưng mà qua thời gian thì cháu đánh thành công tốt đẹp thì bố mẹ thì cũng muốn để cho con hướng về có một cái tương lai, rất là cảm động, rất là sung sướng khi thấy con mình đánh một cái giải là phải nói là rất là thoải mái, và cố gắng hết mình để đem đến cho huy chương vàng cho Việt Nam. Bố Bia hát rất là hay nha, mình nghe bố mình nói vậy, bố mình kêu là bố của Bia hát rất là hay. Ê, năm nó uống cái xin này chạy khánh chơi vậy thì chơi hát gì chắc cũng tên khánh rồi hết tiếng chơi đấy là khánh chơi ca hết rồi mà không nó còn quá nữa thì anh gả nó còn công ty Volibear hay là đánh con Lelia Dyna cũng được. Đấy là anh lấy đi cô này đi ra bỏ bỏ mất đi bỏ mất đi ra xin cuộc công với lại Vimo mày ăn năm giờ mấy vậy năm hai nói vậy khác nhiều chứ các bạn nghĩ à lúc mà nhau còn nhóc á mệt nó có chơi tay nhau bao giờ đâu nghĩ là cái lúc nhóc nhìn lại cái quãng đường game thủ chuyên nghiệp của mình thì không nhìn thấy cảnh này thì mới nhớ cái cảnh mà mấy đứa chung cái phòng khách sạn này, thì những cái ngày mà đi SEA Games ấy thì tối đến anh em hay không có máy để luyện tập, không có máy để chơi mà, thì hay gọi nhau đến chung phòng để chơi, thì gọi là quậy cùng nhau. Thì anh em mình hay có chương trình chơi Among Us ở trên điện thoại, thì thằng BE thì đéo là hôm đấy nó chơi, nó đang đi đâu ấy, thế là thằng phê thì phải giết nó. Ủa đâu, thằng phê giết thằng khác xong rồi đổ lỗi cho nó, xong rồi thằng Bia nó chơi Among Us thì chả hiểu kêu gì cả. Bây giờ bị đổ lỗi thì cố mà chơi, cố mà giải thích, cố mà gọi là xoay chuyển thế trận đấy chứ. Bia chạy là em về phòng em chơi đi, không biết chơi.
về phòng. Nó có rất là nhiều kỷ niệm, nhưng mà để mà nói thì cái kỷ niệm mà... Nhưng mà nha, có một cái rất là thú vị. Mà sợ mình nói ra thì thằng Bia nó giận mình. Cho nên là... Thì nói chung với thằng Bia nó dỗi, nó bị phê dí quá, nó dỗi. Phê mẹ ông phê này, cay thật chứ ông phê. Ông phê nó làm sát thủ, nó đi giết người mà dám đổ lỗi cho Bia. Mà Bia thì hồi xưa là vào chùa nên là có biết giết ai gì đâu. Ăn chay thì ăn chay, một tháng ăn chay mấy ngày liền. Làm chùa mà có bao giờ bị sát sinh đâu. Làm sát thủ chứ cũng chỉ tắt điện mà thôi. Thế mà thằng Phê nó đổ lỗi cho thằng Bia được, cay thật sự. Thế là Bia dỗi, Bia về phòng thì anh em mình cũng gọi là mấy đứa cũng gọi là viết cái tờ giấy ở trong khách sạn, lấy cái tờ giấy xé ra viết gọi là xin lỗi, xong rồi ký tên gửi về phòng Bia. Thì người cùng phòng của Bia là Võ Thanh Tùng thì có kể lại, nghe đâu hôm đấy Bia cũng khá là cảm động sau khi đọc được những cái dòng tâm thư của tụi mình gửi Bia. Cho nên là buổi hôm sau không dỗi nữa. Khiến cho mình đáng nhớ nhất có lẽ là cái thành tích của mình đạt được vào năm 2017. Tại vì đấy giống như là lần đầu tiên mà mình đạt được một cái thành tích to lớn, và đấy kiểu như là lần đầu tiên là mình bước ra ánh sáng và được mọi người công nhận. Chúng ta tiếp tục có chiến công đầu cho trận lượt về. Và vẫn là Levi. Thì khoảng thời gian ngay trước khi mình vào Sài Gòn và gia nhập Boa Marine thì hồi đấy mẹ mình rất là ngăn cản, và mình có chia sẻ với mọi người là chỉ cần nhắc đến chữ xài thôi là mẹ đã khóc rồi. Và thậm chí cái câu chuyện đấy thì bây giờ các cô, các dì ở nhà vẫn hay trêu mẹ mình như vậy. Và hồi đấy thì mình có đấu tranh tư tưởng rất là nhiều. Và mình đấu tranh giữa việc là, tại vì trước đó mình đã nghỉ học đại học rồi, và mình biết là nếu mà mình không tiếp tục theo đuổi con đường này, mình không tiếp tục tin vào những gì mình đã tin tưởng trước đó, thì mình quay trở lại, mình bắt đầu lại từ đầu. Và thậm chí cái con đường kia ấy, mình cũng không tin tưởng vào nó lắm. Cho nên là mình một lần nữa tin vào bản thân, và mình quyết định vào Sài Gòn ngay ở khi mẹ có sự ngăn cản. Các bậc phụ huynh. Ôi mẹ hay thật sự. Kiểu cảm xúc của mẹ, không mà mẹ mình thì là một cái tiếp người mà rất là nhạy cảm, rất là dễ khóc. Nhiều khi là cần có một cái gì đấy nó rất là nhỏ thôi là mẹ mình khóc ngay được rồi. Hồi đấy là tin là mình xin bố. Thì bố mẹ mà. Lúc đấy là mình có một cậu em trai của mẹ. Thì trong đấy bố và cậu là hai người mà mình hay nói chuyện về cái việc mình đi Sài Gòn là nhiều. Thì hồi đấy thì bố ok, ông cậu thì kiểu cậu cũng ủng hộ. Bố thì kiểu không hẳn là ủng hộ, mà kêu bố cũng kiểu là ok, con đi thì cũng không có vấn đề cả. Quan trọng là mày phải xin mẹ mày cơ. Thế xong là mình cũng xin. Thực ra mình xin rất là nhiều lần, và lần nào cũng thế, lần nào cũng y chang, là lần nào cũng thế. Mẹ ơi. Nói ra thì nó kiểu cảm xúc, nhưng mà kiểu mình cứ đấy, nó kiểu mẹ ơi, kiểu con vào Sài Gòn để làm game thủ bla bla. Thì nhiều hôm á, mình xuống á, kiểu mình thấy mẹ mình đang pha cà phê, hay là đang làm mấy cái mãng cầu bơ các thứ, tại vì nhà mình bán cà phê mà. Mình đang thấy mẹ mình làm, thế mình xuống. Mẹ nhìn mặt mình thôi là mẹ đã hả? Linh cảm rồi đó. Điểm không lành rồi đó. Mình cất lên hai tiếng mẹ ơi. Mẹ mình khóc luôn. Không kịp nói gì hết. Thì quay lại tôi cũng chả nhớ là vì sao mà tôi chui được vào cái đất Sài Gòn này. Cũng hiểu vì sao luôn. Anh em nhìn nè, lúc mà anh em nhìn mặt mẹ tôi nè, lúc mà bố phỏng vấn nè, thì như lúc này kiểu mẹ suy nghĩ, mẹ cảm động gì là mắt nước mắt mẹ có thể chảy luôn rồi. Lên coi như là giảm bớt cái vấn đề của lặng lẽ về cái vấn đề. Anh em biết vì sao tôi ngọng rồi đấy. Anh em biết vì sao tôi ngọng rồi đấy. Sport này, môn thể thao điện tử này. Đấy, thì mong là cái nhìn nhận đấy nó cởi mở hơn đi. Để vì mình nào là mình hòa nhập mà. Nhưng quan trọng nhất là các cháu hòa nhập, nhưng không hòa tan là được, đúng không? Đây là lần đầu tiên coi như là được xem trực tiếp. Còn qua màn thì anh nhỏ thì là được xem liên tục, trận nào không trận nào bỏ qua cả. Con trai thi đấu. Ở thời điểm mà mình bắt đầu bố tôi đấy.
Điều chuyên nghiệp và thậm chí là trước đó cơ thì mình đã có được một nhận thức là mình có đủ khả năng để theo đuổi con đường này và mình có đủ cái sự quyết tâm cũng như là nỗ lực để có thể tiếp tục theo đuổi con đường này. Và dần dần sau những khoảng thời gian thất bại thì nói thật là lúc đấy mình chỉ có nhìn lên thôi, mình nhìn lên những người thi đấu thành công ở nước ngoài, ở trong nước thì có Sọp, mình nhìn vào Sọp và Sọp lúc đấy là được thi đấu ở LPL và mình nhìn vào những cái tấm gương như vậy và mình tiếp thêm động lực cho mình cũng như là cái niềm tin rằng mình có thể thành công. Cái đấy sự thật nhỉ, cái đấy sự thật nhỉ. Vì cái lúc mà tôi thi đấu thì kiểu cái đợt năm 2015, 2016 thi đấu thì sự đấu không thành công. Mà dù mình nghĩ là mình cũng có khả năng, mình đánh rank hay đánh đấu tập thì mình cháy lắm. Đánh cháy lắm. Đánh giải thì kiểu nó bị kiểu không thành công ấy, tâm lý kém xong rồi mình không tự tin mình thi đấu. Nhưng mà ít nhất thì mình nhìn những người khác, mình thấy người ta thành công. Xong mình nghĩ là mình cũng có thể làm được. Nên là cái thời điểm khoảng 2016, cuối năm 2016 đi, thì hồi đấy tôi bị bệnh, nhưng mà hôm nào tôi cũng đi đánh giải đó. Không biết là trong video có kể hay không, nhưng mà hồi đấy là tôi bị tràn dịch màng phổi. Xong rồi lúc mà chữa xong rồi, tức là nằm viện khoảng hơn tháng, một tháng gì đấy trong lúc đánh giải rồi. Xong rồi lúc mà ra viện thì tôi vẫn phải duy trì uống thuốc khoảng một năm. Lúc đầu là bị say thuốc, mà cái khoảng thời gian lúc đầu ấy, hôm nào 8 giờ sáng tôi cũng dậy. Tôi dậy trước 8 giờ sáng cơ. 6-7 giờ là dậy rồi. Dậy xong rồi đi ăn sáng. Đi ăn sáng xong rồi đi tiêm thuốc. Hồi đấy thì mình không tự tiêm được, phải đi ra trạm xá để tiêm. Xong rồi đi tiêm thuốc. Xong rồi tiêm thuốc xong thì say. Nhưng mà cũng đi phi ra quán net chơi. Chơi 11 giờ là về ăn trưa. Hầu như hôm nào tầm 11 giờ là về ăn trưa là gần như là mình kiểu buồn nôn lắm rồi. Tại vì bị say thuốc mà buồn nôn. Anh em biết cả bác say thuốc thì nó cũng chả khác gì say xe ô tô, say xe tàu. Nó y chang à. Thế là kiểu rất là buồn nôn, xong đi chưa về nắng nữa. Mà hôm nào cũng thế, mà kiểu hôm nào mình cũng có động lực mình dậy ấy. Mình cảm giác như là mình dậy, mình được đánh mấy trận rank hàng, mình sướng, ôi là sướng thề luôn á. Thề luôn, là kiểu cái hồi đấy mình được đánh mấy trận rank hàng là mình cảm giác mình bị nghiền ấy, là mình kiểu thèm đánh á. Đây cũng là một trong những cái lý do mà tôi có thể vào được Bua Marine. Thì hồi đấy thì kiểu gần như là các team chả có đất ai luyện tập cả. Có thằng nhắc như tôi luyện tập, xong rồi BM cũng bắt đầu dục dịch luyện tập. Đấy. Cơ duyên nó đến với nhau. And we talked about it. Is it mechanics or is it intelligence? And Levy, he outthought Wayless. This was so smart. The crowd a little unhappy it's not a kill, but I gotta give this guy credit. Thì bước ngoặt trong cái sự phát triển sự nghiệp của mình thì nó đến từ giải All-Star 2016. Tự tiêm người ta lại bảo nghiện. Không có tự tiêm được. Hồi đấy là trước khi mà tôi đi chơi điện tử ấy, đi ra quán net chơi ấy, tại hồi đấy máy nhà thì cũng có, nhưng mà máy nhà cùi quá không chơi được, phải ra quán net để đánh ranh hàn. Máy mạng cùi quá thì tôi phải cầm theo khoảng mười mấy viên thuốc, tôi không nhớ là bao nhiêu, nhưng mà mười mấy viên. Không, thực ra mấy viên thôi, mười mấy viên thì chém quá, tại đi có một buổi à, có một ngày thì mới mười mấy viên. 6. Khi trước đó thì mình chỉ thi đấu trong nước thôi và mình nhìn những người thi đấu quốc tế, nhìn những game thủ ở nước ngoài mình thần tượng. Nhưng mà nói tiếp về câu chuyện đấy đi thì tôi không bị say đến quãng thời gian sau này đâu nha mọi người. Tôi chỉ bị say tầm khoảng, tôi nhớ không nhầm đâu đó khoảng 2 tuần, khoảng 2 tuần. Thì 2 tuần là tôi chịu không nổi rồi. Và tôi bảo là cái này nó có vấn đề rồi. Thế là bố tôi lại đưa tôi đi sang người khác để khám. Nhớ là đi sang người khác để khám. Bác sĩ Cồ ở Hà Nội, chắc anh em nào ở Hà Nội mà bị bệnh lao chắc là biết. Giáo sư nữa chứ. Sang đấy kiểu bác mắt tay, bác kê thuốc cho uống. Kiểu uống thuốc thì không bị mệt lắm. Xong rồi bệnh nó cũng nhanh đỡ. May. Tập tượng thầy. Họ mình nghĩ rằng họ rất là giỏi và nhiều khả năng là mình sẽ không thể thi đấu được với họ. Và sau giải All-Star 2016 thì mình mới nhận ra một điều rằng họ cũng chỉ là những con người như mình thôi, họ cũng có những cái điểm yếu, họ điểm mạnh của họ thì mình cũng có những cái điểm mạnh của riêng mình, và cái trình độ của mình thì nó có thể thi đấu cùng đẳng cấp với họ thì mình cũng có những cái điểm mạnh của riêng mình và cái trình độ của mình thì nó... Cái khúc này anh em nhớ không nhở? Khúc này tôi bị quên mất thì tại sao tôi lại là người sang bắt tay nhở? Có thể thi đấu cùng đẳng cấp với họ, tiệm cận họ hoặc thậm chí là ngang hàng hoặc là hơn. Cái trận đánh với Phích là hên. Trận đấy là hên. Trận đấy là mình cũng không có tính cái chuyện mà Akali sẽ không còn kịp R hay là gì đâu. Bị giết một mạng lúc đấy run vãi đái rồi. Tôi bị anh Rai Faker solo kill trước một mạng phải, lúc đấy run vãi đái rồi.
xong cùng có cái vòng bo thắng lại, cũng hên, cũng hên. Cho nên là mình có thêm được rất là nhiều cái niềm tin cũng như là thay đổi cái suy nghĩ của mình, và mình tin tưởng vào cái năng lực của mình hơn cũng như là những người đồng đội mình. Sau khi đạt huy chương vàng bố mẹ tôi game thì khi mình về nhà thì rất nhiều người đến chúc mừng, hàng xóm, họ hàng, rồi bố mẹ mình cũng đi khoe rất là nhiều. Cho nên là về nhà thì mình được rất là nhiều người chúc mừng, và điều đấy khiến mình rất là vui. Và cùng với việc mà mình được về nhà để ở gần bố mẹ ăn cơm cùng gia đình, nó cũng tiếp thêm nhiều năng lượng cho mình nữa. Và cân nặng cho mình nữa. Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Trong thể thao khúc này chỉ thống nhất là nói mỗi một cái Việt Nam vô địch thôi. Tiên bác phụ huynh của ai? Đây ai? À, ba của Bia. Việt Nam vô địch. Trong thể thao, mình nói thêm mấy câu nữa. Tạo ra di sản và truyền thống là điều hết sức quan trọng. Ở Game Esports thì Levi là một trong những người đầu tiên có được cái ADN của nhà vô địch. Và người tiếp theo mình có thể nghĩ tới ở Game đó chính là KT, khi mà bạn đã là nhà vô địch trước khi đến với Game Esports. Anh Hiệp cũng biết dẫn chuyện chứ bộ, cũng biết dẫn chuyện chứ bộ. Từ người này sang người khác hơi bị nuột nha, hơi bị nuột nha. Ở dưới quê mình thì mọi người đều đi biển hoặc đi làm gì đó. Ba mẹ mình muốn kiểu đi làm gì đó để có tiền về có tương lai thôi. Thì ở quê mình thì đi biển hoặc là đi công ty, đi làm công ty. Thì chú mình cũng học may gì đó, nhưng mình thấy mình không thích với nghề đó. Mình vẫn thích theo con đường này thì mình chọn thôi. Năm 2018 mình được ông chủ ở Sky Gaming Đắk Lắk thì có mời mình. Thì mình có nói lại ba mẹ mình là con sẽ đi theo con đường game thủ. Nhưng mà lúc đó thì ba mẹ mình kiểu cũng không có biết gì game á, nghĩ mình sợ mình đi bị người ta lừa gì đó. Nên ba mẹ mình không cho đi việc kiểu cản á. Thì nó kiểu cái tôi mình lớn á, nên là mình chọn đồ và mình đi theo con đường này luôn. Ông biết là cũng biết con đi gin làm điểm gin á thì cũng biết. Nhưng mà hồi nó đi gì anh điện gì nói với mình điều mình không có vô thăm con, nhưng mà cũng biết con nó đi làm. Nói chung mình cũng muốn vô đây để gặp, tại con nó làm trong này cũng lâu rồi mình chưa đi queo mà. Nên cũng muốn vô để biết con nó thử đây xem. Đầu tiên thì mình chỉ muốn gửi lời cảm ơn tới ba mẹ của mình. Khóc nha, leo leo khóc nha, ngày mai khóc nha. Mọi người đang xem trực tiếp thì May của anh Khánh cứu nha, may của anh Khánh cứu nha. Anh Khánh mà không hô thì chắc là khóc rồi còn gì nữa. Mình đi SEA Games thì ba mẹ mình cũng bận, nhưng mà mình đã gọi về ba mẹ mình hàng ngày. Kiểu ba mẹ em có nói là ba mẹ cũng theo dõi con trên trực tiếp. Thì đó, ở quê mình thì nghĩ ai cũng xem thôi. Thì mình cũng thấy đó là cái động lực để mình cố gắng giành huy chương vàng về cho Việt Nam. Và đó sẽ là huy chương vàng dành cho đội tuyển Việt Nam. Việt Nam vô địch. Đó là những gì mà chúng ta sẽ hô vang ở trong khoảnh khắc này, khi năm, khi sáu chàng trai và các ban huấn luyện của đội tuyển quốc gia Việt Nam đang cực kỳ vui mừng. Như ở trên màn hình như quý vị và các bạn đang thấy đây, chúng ta vui mừng là hoàn toàn có cơ sở. Bởi vì có được ngày hôm nay, để có được ngày hôm nay thì chúng ta đã phải trải qua những ngày tháng luyện tập cực kỳ vất vả. Và một lần nữa hãy dành cho họ một tràng vỗ tay thật to đi nào. Việt Nam vô địch. Nhìn thấy tôi chưa, kiểu mình thấy mấy thằng em mình nó rơm rớm nước mắt, mình cũng rơm theo đấy. Nhưng mà đội trưởng mà, rồi mấy thằng em khóc mình đỡ chứ, tôi đéo là mấy thằng em khóc mình khóc theo thì có mà chết. Nên mình phải mạnh mẽ lên. Ơi. Trời ơi, này là Singapore đúng không? Singapore nhìn qua. Ôi, cờ Việt Nam đẹp quá à. Này là Philippines đúng không? Ôi, cờ Việt Nam đẹp quá à. Trời ơi, khoái, mấy ông khoái. À ơi, nhìn qua, thèm. Khoái. Đâu có được đeo huy chương vàng đâu. Thì tôi đeo mà. Trời ơi, nhìn qua kìa, nhìn đôi mắt kìa. Ôi. Trời ơi, mắt. Anh em đừng nói với tôi là đôi mắt và gương mặt này không biết nói nhá. Đôi mắt và gương mặt này nó phát ra âm thanh. Nó phát ra âm thanh rõ ràng.
Bảo nó không biết nói đi. Nó phát ra âm thanh luôn đấy. Hôm nay tôi cười ngoác cả mồm luôn, tôi cười từ lúc nhận huy chương vàng đến lúc mà tôi đi về ngoác cả mồm luôn. It's great to not only see GAM get the national recognition, but also the League of Legends community and esports in general after SEA Games 31. If you guys didn't know, after GAM won gold, the men's Vietnamese soccer team also won and the entire country celebrated. The streets were flooded in every single city, and if you guys didn't know, Vietnam is one of the most patriotic countries and they love to celebrate. So I would like to think that they were celebrating GAM's gold medal victory, not just the men's soccer victory, but you know what? We'll share it with those guys too, and we just hope to make Vietnam proud. Thề luôn, cái lúc mà đi vô cái chỗ chỗ đi ăn này hả, là mọi người, nhiều người biết GAM là ai, nhiều người biết bọn tôi vô địch Liên Minh Huyền Thoại, nhưng mà đại đa số, cái phần lớn tôi nghĩ là không biết. Nhiều người biết nhưng mà nhiều người không biết hơn. Nhưng mà đi vào cái đeo huy chương vàng vào cả Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch. Ủa mà anh em nhớ cái lúc đi ăn, lúc mình nhận huy chương xong đi ăn không? Nhớ ơi quán đó. Người ta kiểu vừa bước xuống xe là ta thấy kiểu không? Người ta thấy mặc đồ kiểu ta lấy ra, ta lấy được hồi đang ta quay nè. Lúc mà anh em mình đi vô bàn ăn là người ta kiểu vỗ tay nữa. Có lắm nha, có lắm nha. Vừa thi đấu xong cho nên anh em đang mặc bộ đồ thi đấu xong rồi cũng vừa nhận huy chương. Không phải lý do lớn nhất vẫn là cái huy chương. Người chúc mừng cái huy chương đấy là một người kiểu cổ vũ, như kiểu mình vừa mang về cái thành tích gì đấy cho thể thao nước nhà, và mình kiểu mình đúng thật mình đem về huy chương vàng cho thể thao thì mọi người công nhận cái điều đấy, xong mọi người cổ vũ. Này coi đá banh luôn, đi coi đá banh luôn. Nhiều người ăn thì coi đá banh luôn. Là không biết Liên Minh Huyền Thoại là gì nhưng mà người ta vẫn mời bia. Mời bia. Vì nhân dân chiến đấu không ngừng, tiếng máu ra xa trường, tiếng lên nước non Việt Nam ta vững bền. Lúc mà nghe bravo nghe, bravo cho kia nhau một tràng vỗ tay. Bị cái nhiều cái hát to, nhiều cái hát to. Anh rồi, cảm xúc điện chào à. Không, hát to mà hát xe nhịp nha. Hát to mà hát xe nhịp nha. Cái lúc mình tập diễn kìa, anh hát xe nhịp rồi anh hát to. Nhiều hát mà. SEA Games là nơi GAM đã có được sự công nhận vì cống hiến cho đất nước. Nó là sự tự hào cho những nỗ lực mà mình theo đuổi. Đây là bệ phóng cho sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp. Vì sau kỳ đại hội, GAM sẽ có sự ủng hộ em của gia đình, nè, người thân và xã hội. Đây, hiện những người mà trong GAM mà có thể anh em không biết mặt đi. Thì đây là anh TK. Đây bên các anh TK ha, một người là anh Ru là em trai của anh TK. Thì anh TK chắc là nhiều người biết rồi, anh TK là Black biết là gì nữa. Anh TK và anh Ru là sếp của bọn tôi. Còn người ở giữa là anh Bình. Anh Bình là bố của anh TK và anh Ru. Mình gọi là anh là bởi vì chú muốn mình gọi là anh, bác muốn mình gọi là anh, tại vì gọi anh cho trẻ. Gọi là ai nhỏ tuổi hơn thì cứ gọi bằng anh. Thì bọn mình cũng gọi là anh Bình quen rồi. Thì nhưng mà anh Bình thì là anh lớn nhá, không phải là anh nhỏ, anh lớn. Bình là bố của anh TK với cả anh Ru. Đây là anh Randy.
Anh Randy là mentor của anh TK ta. Từ mentor đó. Đấy là những người lãnh đạo game. À, lãnh đạo game. Ai cũng là sếp hết, đúng, ai cũng là sếp hết. Ai cũng là sếp hết. Rare Swan. Hết rồi hả? Và đây là Tạ Minh Thu, Pitu, Nguyễn Khánh Hiệp, Aizumin, TK Nguyễn. Tôi đã like rồi. Tôi comment Rare Swan.